Chào các bạn, chào các em thân mến. Trong video này thầy sẽ hướng dẫn cho các em học bài số 1, tính đơn điệu và cực trị của hàm số. Câu hỏi khởi động là khi một loại thuốc A được tiêm vào bệnh nhân với nồng độ đơn vị là miligam trên lít của thuốc trong máu sau ít phút được xác định bởi công thức Cx bằng 30x trên chữ x bình phương cộng 2. Để đưa ra lời những lời khuyên và cách xử lý phù hợp cho bệnh nhân á thì chúng ta cần phải tìm được cái khoảng thời gian, nghĩa là cái khoảng x á mà nồng độ thuốc trong máu đang tăng. Nghĩa là cái x nằm trong khoảng nào thì cái nồng độ Cx này nó đang tăng lên. Để trả lời câu hỏi này, chúng ta đi vào phần 1, tính đơn điệu của hàm số. Và dấu của đạo hàm. Em nào mà quên kiến thức về đạo hàm, các em tìm một video về đạo hàm của hàm số để chúng ta học tốt trong chương số 1 nha. Xét tính đơn điệu của hàm số, hay còn gọi là xét tính đồng biến và nghịch biến của hàm số đó các em. Thì chúng ta nhìn vào hình 1.1a. Khi mà cái đồ thị hàm số y bằng fx nha, cụ thể hàm số này là hàm số y bằng fx. Hình dáng đồ thị của nó như thế này. Nếu mà đồ thị đi lên từ trái qua phải thì cái hàm số này là hàm số đồng biến trên cái khoảng từ a đến b. Khoảng x là khoảng từ a đến b. Thì hàm số này đồng biến đi lên. Nha, x tăng thì y tăng. Chưa? Nghĩa là khi mà x tăng thì y nó tăng theo. Giá trị x tăng thì dẫn đến là cái hàm số y tại x đó các em, nghĩa là fx nó tăng. Y tăng. Chưa? Tương tự các em nhìn vào hình b á thì hình dáng đồ thị đi xuống nè. Từ trái qua phải nha. Đi từ trái và phải, cái đồ thị nó đi xuống từ trái và phải, chưa? Có nghĩa là giá trị hàm số nó bị giảm xuống, ít tăng lên. Cho nên là ít tăng này thì dẫn đến là y nó giảm xuống. Y ở đây chính là giá trị hàm số tại x nha các em. Ví dụ mình có là x1 thì trên cái đồ thị này có một cái điểm thì nó ứng với là hình độ x1 và tung độ chính là f tại x1. Thì điểm này nó sẽ có tọa độ là hình độ x1, tung độ chính là fx1. Tương tự cái điểm này là điểm m, m2 đi, m phẩy đi, hình độ của nó là x2 và tung độ của nó là fx2. Được chưa? Như vậy các em thấy rằng cái fx1 này này nó nhỏ hơn fx2 không? Trong khi x1 lại nhỏ x2 mà fx1 nhỏ hơn thì hàm sẽ nghịch biến. Thấy không? X tăng lên, y giảm xuống. À, chỗ này là x gì? X tăng lên, y tăng lên thì là đồng biến. À, cùng có biến này, cùng tăng này. Nghịch biến, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có một kết luận như thế này này. Còn về cái định nghĩa ở lớp 9 này các em không cần phải nhớ đâu. Này kiến thức lớp 9 rồi. Nha. Chúng ta xét trên khoảng AB. Trên khoảng AB nếu mà hàm số đồ thị của nó là đường đi lên. Đồ thị đi lên từ trái qua phải thì mình suy ra hàm số này đồng biến trên khoảng này, nó sẽ đồng biến ha, sẽ đồng biến trên khoảng AB. Tiếp tục trên khoảng AB nào đó mà đồ thị đi xuống, đi xuống từ trái qua phải thì dẫn đến hàm này chính là nghịch biến ha, nghịch biến. Chưa? Biết rõ chỗ này nha, đồng biến đây là nghịch biến. Rồi. Chúng ta quan sát cái hoạt động 1. Các em nhìn vào cái hình 1.2 này. Đây là một cái đồ thị, hình dáng của nó là parabol đúng không nào? Với đồ thị hàm số y bằng fx bằng -1/2 x bình phương cộng 3. Câu A: quan sát đồ thị C và chỉ ra các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số đã cho. Nhìn vào đây các em thấy rằng nó có một cái nhánh đi lên và một nhánh đi xuống. Như vậy là trong cái khoảng từ âm vô cực này, nó chạy đến số 0, thì cái đồ thị hàm số đi lên từ trái qua phải, đi lên từ trái qua phải,
trái và phải đi lên, thì dẫn đến nó sẽ đồng biến ha. Như vậy ở hoạt động 1, ở câu A, hàm số đồng biến trên khoảng là hàm số đồng biến, thầy viết tắt nha, trên khoảng như sau là trừ vô cực đến 0. Được chưa? Nó đồng biến. Tiếp tục, hàm số nó nghịch biến trên khoảng từ đâu? Các em thấy rằng từ khi x chạy từ 0 đến dương vô cùng thì cái đồ thị này cái nhánh của nó đi xuống, đi xuống từ trái và phải, đi xuống giảm xuống, như vậy là nó sẽ nghịch biến này. Hàm số nghịch biến trên khoảng từ 0 đến dương vô cực. Đúng không? Đó. Câu B, xác định dấu của đạo hàm f(x) khi x thuộc các khoảng đồng biến và nghịch biến ở câu A. Bây giờ mình tìm dấu của đạo hàm, nghĩa là mình xét dấu. Ở chương trình lớp 10 các em đã học về xét dấu của tam thức bậc 2, của nhị thức cũng như là bậc 3. Rồi, để xét dấu được cái đạo hàm á thì mình phải đạo hàm ra ha. Ở câu B các em đạo hàm cái hàm số này ra nha. Chúng ta có f(x) chính là bằng cái mớ này, đạo hàm chính là bằng trừ 1/2 x bình phương đạo hàm cộng 3 đạo hàm. Các em lấy từng số hạng đạo hàm nha. Đạo hàm của tổng là lấy tổng đạo hàm. Tiếp tục, ngay chỗ này sẽ bằng. Cái này là k thì mình giữ nguyên cái số, mình giữ nguyên trừ 1/2. Lúc này các em lấy x bình đạo hàm, x mũ 2 đạo hàm thì bằng 2x. Em nào quên về kiến thức đạo hàm thì mình ôm lại ở một video nào đó nha. Các em tìm một video trên YouTube đó, em có thể tham khảo lại một cái video đó. Hoặc là trong kênh thầy cũng có một video hướng dẫn cho các em đạo hàm tất cả các hàm số để chúng ta chuẩn bị tốt cho chương trình học lớp 12 nha. Còn 3 là cái hàng số đạo hàm bằng 0 ha. Tất cả các số nào đạo hàm bằng 0 hết. Như vậy chỗ này mình sẽ bằng, các em rút gọn đi, trừ 1 2 nhân 2 được trừ 1. Như vậy nó còn lại trừ x. Chưa? Như vậy là f(x) nó bằng trừ x. Bây giờ mình xét dấu trên cái khoảng từ âm vô cực đến 0 và từ 0 đến dương vô cực. Để xét dấu cái này á, thì bây giờ mình sẽ tìm nghiệm của cái này đúng không? Mình lập bảng xét dấu. Đây là nhị thức nha. Nhị thức thì phải cùng trái trái. Bây giờ thầy xét dấu này. Bảng xét dấu. Bảng xét dấu. Đây là x. Và đây là f(x). Các em giải tìm nghiệm của cái f(x) thì em cho cái này bằng 0 thì x sẽ bằng 0. Đây là nghiệm. Thì ở đây là âm vô cực, ở đây coi như là dương vô cực trên trục số. Đây là nghiệm của nó là 0. Đối với hàm nhị thức là phải cùng dấu với hệ số A. Đây, nhị thức này. Nhị thức là AX cộng B gọi là nhị thức. Khi xét dấu nhị thức á, thì em nhớ nha, phải cùng trái trái. Là phải cái nghiệm á, bên phải của nghiệm á, phải cùng dấu với A. Còn quan nghiệm đổi dấu. Quan nghiệm đổi dấu. Rồi, đó là nhị thức thuộc luôn nha. Còn đối với trường hợp là tam thức bậc 2 thì trong trái ngoài cùng. Chút nữa mình làm bài tập mình sẽ giải quyết luôn. Rồi, phải cùng. A là bằng âm 1, âm. Nên là cùng là trừ nè, và đây cộng. Nếu em mà không thích thì em có thể thế một giá trị lớn hơn 0 vào. Ví dụ như chúng ta có, thì chúng ta thấy x bằng 2 vào. X bằng 2 lớn hơn 0, 2 vào đây thì thành trừ 2 dấu âm. Hoặc là x bằng âm 1 vào đây đi. Âm 1 vào đây, âm với âm thành cộng 1 dương. Nếu dương này. Rồi. Như vậy là các em thấy rằng á, trong khoảng từ âm vô cực đến 0 á, thì f(x) nó dương. Còn trong khoảng từ 0 đến dương vô cực á, thì f(y) nó âm. Như vậy mình sẽ xét dấu ha. Xét định dấu. Trên khoảng từ trừ vô cực đến 0 thì f(x) lớn hơn 0. Còn trong khoảng từ 0 đến dương vô cực thì f(x) nó âm. Điều này để làm để chúng ta biết được, các em thấy rằng á, khi mà hàm số đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến 0 thì các em thấy rằng á, cái f(x) nó lớn hơn 0 này. Để mình thấy được, để mình sau này mình kết luận hàm số đồng biến. Thầy viết thêm chỗ này thôi nha, để các em để đi dễ đi vào bài hơn. Hàm số này là hàm số đồng biến. Có nghĩa là f(x) lớn hơn 0 trên cái khoảng này á, thì hàm số sẽ đồng biến trên khoảng này. Còn nếu f(x) mà nhỏ hơn 0 trên cái khoảng này á, thì hàm số sẽ nghịch biến.
trên khoảng này, được chưa? Đó. Rồi tiếp theo, các em ghi và ghi lại và hoàn thành cái bảng biến thiên sau. Đây là bảng biến thiên, gồm có một cái bảng xét dấu ở hai hàng đầu tiên là bảng xét dấu. Còn cái bảng ở phía cuối, cái dòng phía cuối là cái sự biến thiên của hàm số. Nó phản ánh cái hình dáng của cái đồ thị hàm số trên cái hệ trục. Được không? Rồi, về dấu này, chúng ta vừa xét dấu xong á, thì các em sẽ ghi lại nha. Ở đây chính là nghiệm của f x nên là số 0. Đây là nghiệm của f x. Phía bên này dấu nhị thức là phải cùng, là dấu này là dấu trừ, bên này sẽ là dấu cộng. Hàm số đi lên, các em thấy không? Dấu cộng là đồng biến đi lên nè. Sau này đi lên là đồng biến, đồ thị sẽ đi lên từ trái và phải, và đi xuống từ nghịch biến là đi xuống từ phải sang trái. Còn cái này chính là fx, chính là cái đỉnh này các em, chính là giá trị của hàm số tại x bằng 0. Nghĩa là các em thay x bằng 0 vào cái hàm này. Khi mình vẽ bảng biến thiên á, thì mình phải chú ý mình điền vào những cái giá trị này nha. X bằng 0 em tìm fx thì em thay vào đây nha. Y nó bằng 3. Chỗ này chính là số 3. Hoặc là các em nhìn vào đồ thị có sẵn em thấy không? X bằng 0 là y bằng 3 chỗ này nè. Được chưa nào? Rồi. Một cách tổng quát thì chúng ta đưa ra định nghĩa như sau. Đây là một cái định, coi như một định lý vậy. Cho một hàm số y bằng fx có đạo hàm trên khoảng AB. Nhớ là có đạo hàm f phải x trên khoảng AB. Cái khoảng AB này các em chú ý, A là có thể là nó là ở âm vô cực, hoặc là B có thể là dương vô cực nha. Tùy theo khoảng là một khoảng bất kỳ. Nếu f phải x mà lớn hơn 0 á, thì với mọi giá trị x mà thuộc khoảng AB, thì hàm số này sẽ đồng biến trên khoảng AB. Đó, như thầy đã vừa đạo hàm xong. Còn nếu mà f phải x mà nhỏ hơn 0 với mọi x thuộc khoảng AB á, thì mình kết luận hàm số này nghịch biến trên khoảng AB. Được chưa? Đây, f phải x lớn hơn 0 thì hàm số đồng biến trên khoảng này. Với x á, với giá trị x nó phải nằm trong khoảng này nha. Với giá trị x bất kỳ ở đây này, x0 bất kỳ phải nằm trong khoảng này. À, chứ không có chạy qua khoảng khác nha. Nên thầy xét dấu là xét dấu trong khoảng này thôi nè. Xét dấu trong khoảng này thôi. Này, lưu ý này, người ta chứng minh được rằng nếu f phải x là bằng 0 á, với mọi x thuộc khoảng AB thì hàm fx gọi là hàm không đổi trên khoảng AB. Hàm không đổi thường thường là những cái hàm hằng, ví dụ như y bằng 3, hoặc là y bằng 4, hoặc là y bằng c, bất kỳ c là một cái số nào đó. Thì gọi là khi mà em đạo hàm á, thì nó ra bằng 0. Thì hàm này gọi là hàm hằng. Những cái đồ thị nó sẽ là đường nằm ngang. À, cái đồ thị của nó là đường nằm ngang song song với trục hoành. Như thế này nè. Thì hình cái đồ thị á, y bằng c chính là cái đồ thị nằm ngang thế này, nó không có tăng lên, nó đều đều nè, các cái trục trung thực trung đều bằng c. C này nó có thể chạy lên chạy xuống. Nếu c bằng 0 á, thì lúc này á, y bằng 0 chính là trục hoành. Đây là y bằng c, gọi là hàm hằng. À, các em chú ý, khi mà xét tính đồng biến nghịch biến của hàm số thì người ta gọi chung là xét tính đơn điệu của hàm số nha các em. Nhớ ý này nha. Nhiều lúc người ta kêu hỏi là xét tính đơn điệu hàm số, mình không biết xét cái gì. À. Thứ hai là xét tính đơn điệu. Là chúng ta xác định, có nghĩa là chúng ta sẽ xét tính đồng biến. Xét tính đồng biến hoặc nghịch biến của hàm số nha. Để yêu cầu là xét tính đồng biến nghịch biến thì có nghĩa là người ta kêu mình xét tính đơn điệu của hàm số đó. Tính đồng biến và nghịch biến của hàm số trên khoảng AB được biểu diễn bằng cái bảng biến thiên như sau, các em thấy không? Ví dụ trên bảng biến thiên này nó gồm có 3 dòng, dòng đầu tiên là dòng x, nó chạy trên khoảng AB. Hàm f phải x mình xét dấu, hàm fx có nghĩa là sự biến thiên của fx. Nếu là đồng biến thì đi lên, trái sang phải, còn nghịch biến thì đi xuống từ phải sang trái. Kết quả trong định lý vẫn đúng khi ta thay khoảng AB bằng một đoạn hoặc là nửa khoảng, có nghĩa là một đoạn có nghĩa là nó sẽ có hai đầu thế này, đoạn AB nó vẫn đúng, hoặc là trên nửa khoảng như là ví dụ này, khúc này là A, này là B, đó vẫn đúng. Khi yêu cầu xét tính đơn điệu của hàm số mà chưa rõ, nó không có cho khoảng AB thì ta hiểu rằng xét trên tập xác định của hàm số đó.
Có nghĩa là những cái bài toán mà không yêu cầu các em xét tính đơn điệu của hàm số trên khoảng nào hết thì đầu tiên em phải tìm tập xác định của hàm số đó trước, rồi mình sẽ xét tính đơn điệu trên tập xác định là được. Chúng ta lấy ví dụ cụ thể như sau. Ví dụ 1. Xét tính đồng biến, nghịch biến và lập bảng biến thiên của hàm số sau. Đây là một cái hàm đa thức bậc 3. Như vậy là nó kêu là xét tính đơn điệu của hàm số mà trong khi nó không có nó cái khoảng nào cả. Thì em cứ tìm tập xác định trước. Bước 1, tập xác định hàm số đó cho là R, nghe D bằng R đó, hay là X thuộc R, là số thực. Nghĩa là bất kỳ giá trị nào của X thì hàm số này luôn xác định. Nghĩa là hàm số này xác định với mọi X thuộc R. Rồi, bước 2, để mình lập được cái bảng xét dấu thì mình phải có cái dòng F'X. Thì em thực hiện bước 2 là em tính Y' thì bằng F'X. Mình lấy cái này mình đạo hàm nha. Đạo hàm của này thì sẽ bằng gì? Bằng x mũ 3 đạo hàm cộng trừ 3x bình đạo hàm cộng 1 đạo hàm. X mũ 3 đạo hàm thì bằng 3x mũ 2. Các em nhớ lại công thức là x mũ alpha đạo hàm thì bằng alpha x mũ alpha trừ 1. Chỗ này trừ 3 viết lại 2x mũ 2 đạo hàm thì bằng 2x. 2 nhân trừ 3 thành trừ 6, trừ 6x. Số 1 đạo hàm bằng 0. Bất kỳ cái số nào đạo hàm bằng 0 hết. Chúng ta ra được cái này. Tiếp theo, để xét dấu các em phải tìm nghiệm của cái f'x. Muốn tìm nghiệm thì các em xét f'x bằng 0. Chúng ta đi giải nghiệm ra. Đối phương trình này em có thể bấm phương trình bậc 2 hoặc là các em có thể đặt 3x ra chung. Phương trình tích. 3x ra chung rồi còn lại x trừ 2 bằng 0. Như vậy 3x bằng 0 thì dẫn đến x sẽ bằng 0. X trừ 2 bằng 0 thì x sẽ bằng 2. Sau khi mình có được hai nghiệm rồi mình lập bảng xét dấu. Về sau này em có thể nhập bảng xét dấu vào bảng biến thiên luôn nha. Bây giờ mình viết rời ra chút, sau này mình sẽ viết nhập vào luôn là thành một bảng này luôn chứ không cần viết rời nữa. Sau khi có rồi em sẽ viết cái bảng luôn. Đây là bảng xét dấu này đối với trường hợp tam thức bậc 2 trong cái ngoài cùng. Chú ý xét dấu này. Chúng ta xét dấu, nhắc lại chỗ này nha, xét dấu ax bình phương cộng bx cộng c. Khi mà xét dấu cái này á, thì chắc chắn là nhớ là trong trái dấu với hệ số A. Có nghĩa là cái nghiệm nó là x1, cái nghiệm của này là x2. Còn đây là khoảng âm một cực đến dương cực chẳng hạn, hai nghiệm là 0, 0. Nha, trái dấu với A. À, trong đây là trái dấu với A, trong khoảng hai nghiệm này trái dấu với A. Trái dấu A. Còn bên ngoài sẽ là cùng dấu. A dương thì nó sẽ là dương. Này, cùng dấu. Nha, trong trái ngoài cùng, đây là phải cùng trái trái. Rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ xét trong cái này, A nó bằng bao nhiêu? A nó bằng 3. Chỗ này A bằng 3. Lớn hơn 0, vậy trong cái là trong trừ. Này là dương mà, trong trừ ngoài cộng. Đến đây các em sẽ có được cái bảng biến thiên. Ở đây mình có thể suy ra ngay cái tính đơn điệu hàm số luôn. Nha. Có nghĩa là hàm số này đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến 0. Em thấy không? Dương. F'x dương. Hàm số nghịch biến trong khoảng từ 0 đến 2. Dấu âm. F'x âm. Hàm số đồng biến trên khoảng từ 2 đến cộng vô cực. Dương. Nên người ta gom lại. Đồng biến trên hai khoảng này. Và nghịch biến trên khoảng này. Hoặc là các em dựa vào bảng biến thiên đây. Các em thêm một cái dòng nữa là dòng F'x. Dấu dương. Đồ thị hàm số đi lên. Dấu âm. Là nghịch biến hàm số đi xuống từ trái và phải. Dấu dương hàm số đi lên từ trái và phải. Đó nha. Đấy. Chúng ta sẽ ra được. Rồi mình tìm giá trị. Để tìm được giá trị hàm số của f(x) khi x bằng 0 thì em thay vào cái hàm đầu tiên á, hàm gốc của nó. Đây, hàm y bằng f(x) này. Với x bằng 0 thay vào đây 0 mũ 3 là 0, 0 cộng 1, chỗ này sẽ là 1. Chưa? Với x bằng 2 em thay vào đây 2 mũ 3 là 8 cộng 1 là 9, chỗ này sẽ là 3 nhân 4 12, vậy là 9 trừ 12 được âm 3. Hoặc là em có thể bấm máy tính cũng được. Đối với trường hợp những cái hàm phức tạp thì chúng ta nên bấm máy tính. Còn này mình thay vào nó cũng đơn giản thôi. Tiếp theo chúng ta đi qua một cái ví dụ B. Là cái hàm số y bằng x cộng 1 trên x. Hàm số nó cho là y bằng x cộng 1 phần x. Cái chỗ cái phần B nó trang 4 này thầy sẽ đạo hàm chỗ này một chút nha. Chúng ta có y phẩy sẽ bằng x đạo hàm
cộng 1 trên x đạo hàm. Được chưa? X đạo hàm thì bằng 1. 1 trên x đạo hàm thì bằng trừ 1 trên x bình. Nếu mà các em quên á, thì các em có hiểu là nó là u chi v đạo hàm. Nha. Còn mình nhớ ngay công thức thì ta là trừ 1 trên cho x bình phương. Nha. Trừ 1 trên x bình phương. Vì tổng vét là gì? Chúng ta có c trên x đạo hàm. Thì nó bằng trừ c trên x bình phương. Đây là công thức luôn nha. Rồi đến đây mình sẽ vi đồng lên. Chỗ này số 1 mình sẽ nhân chéo lên đây. Hay là x bình trên x bình. Đây chính là x bình trên x bình. Rồi cùng mẫu là x bình giữ nguyên. Là x bình trừ 1. Chữ cái này. Sau đó mình xét f phải x bằng 0 để tìm nghiệm. À, khi mà gặp những cái hàm phân thức thì em chú ý điều kiện xác định đó là d bằng r hiệu đi không. Tại vì các em thấy rằng đó là cái hàm này nó có cái phần mẫu là x này. Nên x phải khác 0. Nên d bằng r hiệu đi không. D bằng r hiệu đi không sẽ đạo hàm. Đúng không? Rồi. Do là d bằng r hiệu đi không có nghĩa là x khác 0 rồi. X khác 0 thì dẫn đến x bình phương sẽ lớn hơn 0 luôn. Tại vì á, các em chú ý là x bình phương á, là luôn luôn lớn bằng 0. Nhưng mà vì x khác 0 nên suy ra x bình sẽ lớn hơn 0. Nha. Nên x bình sẽ lớn hơn 0. Rồi. Như vậy là nó đã khác 0 rồi thì hiển nhiên là f x bằng 0 thì do cái tử nó bằng 0 thôi. Vậy là chúng ta chỉ cần giải cái phương trình trên bằng 0 thôi. Nghĩa là các em chỉ cần giải là x bình phương trừ 1 bằng 0 thôi. Đến đây mình sẽ có được x bằng cộng trừ 1. Được chưa? Có hai nghiệm rồi. Nhưng mà chú ý trong cái khoảng đó nó lại có một cái điều kiện là x phải khác 0. Đây, khi mình xét dấu mình chú ý nha. Đây các em. X bình trừ 1 chúng ta chỉ xét dấu x bình trừ 1 thôi. Tại vì sao? Tại vì x bình nó đã dương rồi. X bình nó đã dương rồi thì không cần xét dấu x bình nữa. Còn nếu mà em xét thêm thì em phải lập thêm một cái dòng của x bình trừ 1 và một cái dòng x bình. Rồi mình hợp lại. Nhưng mà cái này không cần. Tại vì mình đã rõ ràng là x bình nó lớn hơn 0 rồi thì mình chỉ cần xét dấu phía trên là được rồi. Hiểu nha? Rồi mình xét dấu phía trên. Còn giả sử sau này mà gặp cái trừ phía dưới chẳng hạn thì mình đẩy dấu trừ lên trên. Để cho dưới nó dương để mình xét dấu ở trên thôi. Để khỏi bị vướng bận cái dấu âm. Rồi bây giờ mình sẽ đẩy vô đây. Đây là hai nghiệm trừ 1, 1. Tập xác định của nó là D bằng R hiệu 0. Có nghĩa là mình viết số 0 vào đây. Do hàm số này nó không có đạo hàm tại x bằng 0. Này, không có đạo hàm tại x bằng 0. Tại vì các em biết tập xác định nó là D bằng R hiệu đi 0 rồi. Nghĩa là không xác định tại x bằng 0 rồi. Ngay chỗ này nó không xác định thì mình sẽ viết hai gạch nha. Nó không có giá trị đâu. Viết hai gạch cho thầy. Không xác định là người ta viết hai gạch này là không xác định. Đó. Nghĩa là đạo hàm nó sẽ không xác định tại x bằng 0. Do cái điều kiện rồi nè. Nó không xác định đâu. Cũng không được quyền viết dấu dương, dấu âm hay là viết số ở đây được. Tại vì đâu có xác định đâu mà viết nha. Rồi. Rồi mình xét dấu bình thường. Trong trái các em nhìn này, x bình này, a bằng 1. Chỗ này a bằng 1. Trong trái là trong trừ nè. Chúng ta viết ngăn cách ra thôi. Tại vì mình đang nói là trong trái là trong hai nghiệm này mà. Trong trừ ngoài cộng. Ok chưa? Rồi. Như vậy đến đây mình có thể kết luận được hàm số đồng biến, nghịch biến trên khoảng nào rồi đúng các em. Đầu tiên các em thấy rằng trên khoảng này nè, hàm số đồng biến này trên khoảng từ âm vô cực đến âm 1. Đồng biến trên khoảng từ 1 đến cộng vô cực. Còn hàm số nghịch biến trên khoảng là trừ 1 đến 0. Các em không được viết là trừ 1 đến 1 nha. Tại vì nó không xác định tại 0 thì em không thể nào gom từ đây đến đây được luôn nha. Em phải tách ra hai khoảng trừ 1 đến 1. À, trừ 1 đến 0 và 0 đến 1. Đây. Viết tách ra rõ ràng. Không được viết gộp là trừ 1 đến 1 là sai. Tại vì hàm số này không xác định tại x bằng 0. Do đó trên cái hình dáng đồ thị á, của fx thì các em thấy là hàm số đi lên, đồng biến, đi xuống, nghịch biến. Đến đây, khi mà đi xuống sẽ đâm xuống âm vô cực. Có nghĩa là đi từ trên cao đi xuống thấp nhất là âm vô cực. Còn khi mà nó nghịch biến, nó phải đi từ trên cao nhất là vô cực, âm dương vô cực. Nó đi xuống vị trí số 2. Mình ở biết, mình tất nhiên là mình chưa biết ở vị trí này là bao nhiêu. Thì em phải thay x bằng 1 vào cái hàm số này nè. Em thay vào đây nè, 1 nè, cộng cho 1 trên 1 ra bằng 2. Thì mình sẽ viết số 2 chỗ này. Sau đó nó đi từ 2 đến cao nhất là cộng vô cực. Đấy, tại vì nó đồng biến mà, biến lên. Đó là chính là cái bảng biến thiên. Về sau này chúng ta chỉ tập trung vào bảng biến thiên. Bảng sẽ dấu được gom vào đây luôn. Đây là bảng biến thiên của hàm số. Nghĩa là cái hàm số hình dáng của nó sẽ như thế này. Khi mình vẽ ra.
Từ nay về sau bảng xét dấu của f phải x được sẽ được ghép chung vào bảng biến thiên. Ha. Rồi chúng ta xét liền tập 1 để chúng ta đi qua cái phần theo. Luyện tập 1. Lập bảng biến thiên và kết luận các khoảng đồng biến và nghịch biến của hàm số. Đầu tiên cái tập xác định của nó là D bằng R nhưng mà hiệu đi âm 3. Tại vì x cộng 3 phải khác 0 các em. X cộng 3 khác 0 nghĩa là x phải khác trừ 3 nên bằng D bằng R hiệu đi âm 3. Bước 2 các em tính y phẩy hay là f phẩy x đó. Cái này là u chi v thì em coi như là u phẩy v. U phẩy nhân v. Đây là u chi v đạo hàm nha. U là 2x trừ 1. Còn v chính là x cộng 3. Thầy nhắc lại công thức. U chi v đạo hàm thì bằng u phẩy nhân v trừ u nhân v phẩy chi v bình phương. Trừ u là 2x trừ 1 nhân cho x cộng 3 đạo hàm. Sau đó tất cả chia cho mẫu bình phương. X cộng 3 bình phương. Rồi mình tính đạo hàm từng lần được. 2x trừ 1 đạo hàm thì coi như cái trừ 1 đạo hàm bằng 0 là bỏ đi. 2x đạo hàm bằng 2 thôi. Như vậy là 2 nhân cái này. 2 nhân x cộng 3. Chỗ này là x cộng 3 đạo hàm thì coi như bằng 1 thôi. Tại vì x đạo hàm 1, 3 là bằng 0 rồi. Như vậy tổng cái này đạo hàm bằng 1. 1 nhân cái này thì bằng chính nó. Thầy viết lại cái này luôn. Chưa? Chia cho x cộng 3 bình phương. Rồi đến đây các em sẽ nhân ra phá ngọt để rút gọn. 2 nhân x là được 2x. 2 nhân 3 được 6. Chỗ trừ nha, trừ đổi dấu, phá ngọt đổi dấu là trừ 2x cộng 1. Chia cho x cộng 3, tất cả bình phương. Chúng ta rút gọn 2x trừ 2x cộng 6, cộng 1 là 7 trên x cộng 3, tất cả bình phương. Về sau này mình làm cái đối với hàng phân thức đó, nó sẽ lớn hơn 0, bé hơn 0 luôn. Tại vì x nó đã khác trừ 3 rồi nên cái mẫu này sẽ lớn hơn 0 hẳn rồi. Nha, chúng ta có là nó sẽ lớn hơn 0 luôn, lớn hơn 0. Với mọi x khác trừ 3. Đó. Phải lớn không hẳn luôn. Tại vì ở phía dưới nó đã dương rồi. X cộng 3 tất cả bình lớn bằng 0. Nhưng mà do nó x khác trừ 3. Nên x cộng 3 tất cả bình sẽ lớn hơn 0. 7 lớn hơn 0. Như vậy nó sẽ lớn hơn 0. Như vậy hàm số này sẽ là đồng biến trên tập xác định. Trên tập xác định này. Nha. Lập bảng biến thiên luôn nha. Lập bảng biến thiên. Tiếp theo là chúng ta sẽ lập bảng biến thiên luôn. Không có gặp chung luôn. Không có lập bảng biến thiên nữa. Bảng biến thiên. Đây. 3 dòng nha. Cái dòng x, một dòng f phẩy và dòng y. X này, f phẩy x này và fx là y đó. Chú ý và chúng ta viết cái tập xác định trước đi, trừ 3. Nó không xác định này. Y fx nó cũng không xác định luôn, kéo xuống hết luôn. Rồi, nghiệm thì không có thì thôi, không có nghiệm thì chúng ta tại vì lớn không mà làm thì có nghiệm. Bằng 0 thì mới có nghiệm chứ. Cái này nó đã biết sẵn nó lớn không rồi. Không bao giờ bằng 0 được. Thì nó sẽ dương thôi. Fx luôn dương. Nha. Ở đây mình không còn viết âm một cực cũng được. Còn thích thì em viết vào âm một cực. Đến. Đồng biến đi lên. Biến đi lên. Cái khó ở đây là gì? Các em biết không? Các em không cần. Hiện tại các em chưa biết điền cái số chỗ này đâu. Nếu mà em nào mà học ở chương trình lớp 11 mà tốt một xíu á, thì các em sẽ điền được ngay chỗ này. Chỗ này chắc chắn là xuất phát từ một cái số, một cái âm vô cực đến đến đây. Cái này mình chưa có biết nha. Hiện tại mình cũng chưa cần phải biết chỗ này. Còn này hiển nhiên cái này là dương vô cực rồi. Chỗ này thì coi như là cái đầu mút này nó không phải là xác định được, nó là giới hạn. Nghĩa là nó giới hạn, đây là chính là lim, giới hạn của hàm số khi x tính âm vô cực. Ngay chỗ này thầy có thể nói luôn nha. Còn này chưa biết không sao, tại vì mình sẽ học qua cái phần khảo sát hàm số thì mình sẽ tính những cái này. Em nhìn vào cái hệ số của x ở trên là 2, hệ số x ở dưới là 1. Đúng không? Như vậy là lim của nó khi x tiến tới âm vô cực á hay là dương vô cực á các em, nó đều bằng 2 trên 1 nha. Cho nên chỗ này sẽ là bằng số 2 luôn. Đây cũng bằng số 2 luôn. Không tin thì các em tính lim đi. Tính lim của cái hàm số này khi x tiến tới dương vô cực hoặc là tiến của âm vô cực thì nó sẽ bằng hệ số của x trên đây, hệ số của x trên đây. Bây giờ thầy không nói kỹ chỗ này nha, tại vì tập trung vào cái đồng biến nghịch biến thôi. Rồi, như vậy chúng ta kết luận ngay hàm số đồng biến trên khoảng từ âm vô cực đến trừ 3 và trừ 3 đến dương vô cực. Vậy các em kết luận nào.
hàm số đồng biến trên cái khoảng là trừ vô cực đến âm 3 và âm 3 đến. Chúng ta qua cái câu B là cho hàm số y bằng fx bằng cos x trên khoảng từ 0 đến 2 pi. Khi mà các em gặp những cái bài mà liên quan tới đường giác thì em hay ngán đúng không nào? Đó. Nhưng chắc chắn là mình năm này là năm quan trọng của các em rồi. Chúng ta không phải cố gắng ôm lại những cái phần liên quan tới lượng giác. Y bằng Fx bằng cos x. Tại vì hàm số này là hàm số xác định trên R, nhưng mà đề yêu cầu chỉ là xác định, mình chỉ xét trên khoảng này thôi. Xét trên khoảng này thôi ha. Có khoảng sẵn rồi. Tính y phẩy đi. Y phẩy chính là bằng cos x đạo hàm. Mà cos x đạo hàm thì nó bằng trừ sin x. Sau đó mình giải y phẩy bằng 0. Tương đương trừ sin x bằng 0. Thì sẽ tương đương là sin x sẽ bằng 0. Đúng không? Bỏ trừ ha. Sin x bằng 0 thì tương đương với x bằng nhiêu? Sin x bằng 0 thì x sẽ bằng gì các em? Bằng kb ha. Chắc chắn là nhiều em sẽ quên x bằng kb chỗ này rồi. Sin x bằng 0 thì x bằng 0 và x bằng pi. Nghĩa là 0 và pi đều cộng k2pi hết, nên mình sẽ có là viết chung mình là kb. Đây. Đây là cái đường tròn lượng giác này. Đây là trừ 1, đây là 1. Thì trục sin nha các em. Như vậy giá trị sin nó ở hai vị trí, vị trí này vị trí này, nghĩa là vị trí 0 độ và vị trí pi độ, hoặc là 0 độ là pi, nghĩa là 0 pi, 1 pi, 2 pi, 3 pi tại góc lượng giác mà, 4 pi vân vân. Chung là k pi. Nếu nào quên về giải phương trình lượng giác thì chúng ta tìm một video là giải phương trình lượng giác cơ bản. Ôn lại nha. Rồi, sau khi giải được x bằng kb rồi, nhưng mà do là các em chú ý x bằng kb nè, nhưng mà đề chỉ xét trên khoảng 0 đến 2 pi thôi nhé. 0 đến 2 pi có nghĩa là mình sẽ k bằng, mình chỉ chọn được k bằng 0, k bằng 1, k bằng 2, nghĩa là chỉ có nghiệm với vì x này, vì x thuộc khoảng, đề cho x từ khoảng được 0 đến 2 pi thì lúc này chúng ta có y phải bằng 0, sẽ có được nghiệm chính là x bằng bằng pi thôi, đúng không? Đúng với k bằng 1 thôi kìa. Nghĩa là mình hiểu ở đây chính là k bằng 1. Được chưa? Rồi mình lập bảng biến thiên nha. Đến đây mình có rồi, mình lập bảng biến thiên. X nè, nghiệm là pi nè. Xét từ 0 đến 2 pi thôi. Đấy. Nghiệm của nó là 0 của thằng f phẩy x nè, chính là y phẩy đó. Còn f x chính là y nè. Chưa? Bây giờ các em sẽ xét dấu nha, xét dấu nè. Xét dấu đối với cái hàm y bằng trừ sin. Đừng có xét chỗ tương đương nha, mình sẽ đây xét cái hàm y phẩy, hàm gốc của nó là trừ sin chứ không phải là đi lấy cái sin đâu nha các em. Trừ sin. Rồi xét dấu nha. Nếu em nào mà không biết xét dấu, không biết từ cái vòng tròn này, các em có thể chọn một cái góc. Ví dụ như pi thì nó lớn hơn pi chính là 1.5 pi. Em bấm sin 1.5 pi nó sẽ bằng 0. Sin 1.5 pi là bao nhiêu? Lấy số đẹp một xíu nha. Xin lỗi, sin 1.5 pi nó sẽ bằng là sin 1 pi này. 1.5 pi. Chính là nó sẽ bằng sin 1.5 pi nó sẽ bằng là bằng trừ 1. Gặp trừ thành cộng. Chỗ này dấu dương. Thấy không? Sin 1.5 pi các em bấm này. Shift mod để chuyển 14 đi. Sin này. 1.5 pi thì nó sẽ bằng âm 1. Âm 1 gặp dấu âm này thành cộng. Dấu cộng. Rồi. Sin 0 đến đây thì em lấy một cái khoảng là em lấy pi trên 2 đi. Pi trên 2 vào đây thì sin pi trên 2 bằng 1. 1 gặp trừ thành trừ. Đấy. Em nào nhìn mà để ý á, mình xét trên khoảng từ 0 đến 2 pi là một vòng tròn lượng giác này.
nha. Khi chạy từ khối bi này đến đây nè, rõ ràng sin nó dương không, đây giá trị dương của nó nè, dương nhưng mà gặp dấu trừ đằng trước thành dấu âm nè. Còn nó chạy từ bi đến 2 bi, các em thấy không, từ bi đến bi là góc, từ bi đến bi là những cái điểm nó nằm từ đây chạy từ đây này nè. Khi mình tính sin, mình chiếu vào cái trục sin thì mình thấy là nó âm không đó, âm gặp âm dương đó. Em có thể nhìn vào đây cũng được, em nào mà học khá lượng giác một xíu, còn là em mà yếu á thì em nên thay vào cho chắc nha. Rồi như vậy thầy sẽ có được cái hình dáng, cái đồ thị nó sẽ đi xuống này đúng không, nghịch biến, đồng biến đi lên. Bây giờ mình tìm những cái giá trị ở ngay chỗ cái đầu bút này. Giờ x bằng b thì mình thay vào đây, nhớ là chú ý là đây là fx thì mình thay vào hàm fx nha, chứ em nhiều em thay vào đây á, là sai đó. B vào đây cos b, cos b thì nó sẽ là cos 180 độ đó, cos b bằng -1, chỗ này sẽ là -1. Tiếp tục 2b thay vào đây, cos 2b, cos 2b sẽ bằng 1, cos 0 cũng bằng 1, bấm vào thôi nha. Đấy. Như vậy các em thấy rằng đây, đây giá trị luôn. Như vậy hàm số này nó sẽ là đồng biến từ b đến 2b, còn nghịch biến từ cos b. Như vậy là hàm số y bằng cos x đồng biến trên khoảng là b đến 2b, nghịch biến khoảng là 0 đến b. Được chưa? Xong nha. Hoạt động 2 là cho hàm số y bằng fx bằng x mũ 3 cộng 1 bằng định nghĩa, hãy cho biết hàm số fx này có đồng biến trên R hay không. Thì đầu tiên các em cái đạo hàm cái hàm số này ra nha. Hoạt động 2. Chúng ta có là phải biết ở đây gì chứ. Hoạt động 2. Để biết được hàm số này nó có đồng biến trên khoảng trên R hay không thì đầu tiên các em thấy rằng đây tập xác định của nó d bằng R đúng không? Là với mọi x đều xác định hết. Chúng ta có y phẩy chính là bằng x mũ 3 đạo hàm thì bằng 3x bình phương. À, 3x bình phương. Rồi 1 là bằng 0 bỏ đi ha. Như vậy y phẩy, các em chú ý là y phẩy bằng 3x bình phương. Thì rõ ràng do x bình phương lớn bằng 0 thì nhân 3 vào nữa thì lúc này nó lớn bằng 0. Nếu nhân y phẩy bằng 3x bình phương nó lớn hơn bằng 0. À, trong trường hợp này hàm số được xem là đồng biến trên R. Mình vô hàm số này cũng là đồng biến trên R. Cái này mình phải dựa vào định nghĩa nha, không có dùng, nếu mà dùng đạo hàm thì hơi khó hình dung. Về sau này á, các em chú ý ở chỗ này nha, rất quan trọng để mình ra một cái định lý mở rộng ở đây này. Thì trước khi ra một cái định lý mở rộng thì người ta cho một cái hoạt động 2 để mình dùng định nghĩa, để mình kiểm tra. Hãy cho biết hàm số này đồng biến trên R hay không. Thì có thể chứng minh như sau. Chúng mình định nghĩa nha, sau đó mình dựa vào kiến thức đạo hàm. Thì chúng ta sẽ có là giả sử như x1 nhỏ x2. Thì lúc này thầy sẽ có được cái hiệu fx1 trừ fx2 nó bằng x1 mũ 3. Nhớ này, fx1 chính là mình thay chỗ này là vô x1 mũ 3 cộng 1 trừ fx2 chính là x2 mũ 3 cộng 1. Bữa này hiểu chưa? Đây là fx1. Thì với hàm số y bằng x mũ 3 cộng 1 thì em thay chữ x thành x1 vào đây thôi. Rồi mình sẽ rút gọn đi. Còn là x1 mũ 3 trừ x2 mũ 3. Đến đây là chúng ta dùng hàng đẳng thức là bằng x1 trừ x2. A mũ 3 trừ B mũ 3 thì bằng A trừ B nhân A bình x1 bình. Rồi cộng x1 x2. Rồi cộng x2 bình. Bây giờ mình kiểm tra này là âm hay dương. Thì đầu tiên các em thấy rằng á, cái x1 bình cộng x2 bình cộng x1 x2. Và đến đây mình sẽ xét cái này nha. Chúng ta sẽ có này, ta có thứ nhất là x1 trừ x2. Thế x1 mà nhỏ x2 em chuyển quéo qua thì x1 trừ x2 nó sẽ nhỏ hơn 0. Thế này âm nha. Tiếp tục chúng ta có x1 bình cộng x2 bình. Thì hiển nhiên nó bình lên rồi thì nó phải lớn hơn 0 rồi đúng không?
Cái lớn hơn 0 rồi các em. Nhưng mà nó lại lớn hơn. Lớn hơn bằng 2 lần x1, x2. Tại vì chúng ta có x1. Tại vì x1 cộng x2. X1 trừ x2 tất cả bình lớn bằng 0. Nha. Đây. Mở x1 trừ x2 tất cả bình lớn bằng 0. Thì khi em khai triển ra thành x1 bình cộng x2 bình trừ 2 lần x1 x2 mình chuyển qua đây. Thì mình ra chỗ này. Như vậy đã là x1 bình cộng x2 bình đã lớn hơn 2 lần x1 x2 luôn. Như vậy dẫn đến là x1 bình cộng x2 bình nó phải bắt buộc nó phải lớn hơn. Nó phải lớn hơn x1 x2 đúng không các em? Nó lớn hơn x1 x2 rồi. Đúng không? Mà trong khi x1 bình cộng x2 bình nó lớn hơn 0 nữa. Như vậy chứng tỏ rằng á, thằng này nó phải dương. Thằng này phải dương là hiển nhiên. Thằng này nó dương. Đúng không? Từ đây mình sẽ có được thằng này sẽ là bằng cái này. Vì này âm. Thằng này nó dương. Mình suy ra x1 bình cộng x2 bình cộng x1 x2 nó phải lớn hơn 0. Lớn hơn 0 gì âm nhân dương ra dương. Như vậy chúng ta sẽ suy ra được là gì? Fx1 trừ fx2 phải lớn hơn 0. Hay fx1 xin lỗi, âm chứ, âm nhân dương ra âm chứ. Đấy, fx1 nó phải nhỏ hơn fx2. Theo định nghĩa x1 nhỏ x2 mà fx1 là nhỏ x2, suy ra hàm số đồng biến. Đấy, từ cái trường hợp đặc biệt này này. Thông thường nó lớn hơn 0 hẳn thì đồng biến, mà nhỏ hơn 0 hẳn đồng biến, nhưng mà có một số trường hợp các em chú ý nè, lớn bằng 0 thì coi như là hàm số này đồng biến, với điều kiện là nó sẽ có một số hữu hạn nghiệm. Nên người ta đưa ra một cái định lý mở rộng, các em cần ghi nhớ cái định lý này nha. Cái định lý này rất quan trọng. Nếu người ta cho một hàm số y bằng fx có đạo hàm trên khoảng AB rồi, nếu f và x mà lớn bằng 0 này, với mỗi x thuộc khoảng AB, trong đó nếu mà f và x bằng 0 nó tồn tại một số hữu hạn điểm thuộc khoảng AB. Ví dụ trong hợp này các em thấy rằng á, r là khoảng AB rồi. Như vậy các em thấy rằng nếu mà y phải bằng 3x bình phương lớn bằng 0, như vậy nó có một số hữu hạn nghiệm, có nghĩa là khi mà nó xảy ra dấu bằng 0 á, là x bằng 0. Có nghĩa trong hợp này là y phải bằng 0 thì chúng ta sẽ tương đương x bằng 0. Đây là một số hữu hạn cái điểm cái nghiệm mà nó thuộc khoảng R này. Thì coi như cái hàm số này sẽ đồng biến trên khoảng AB. Chú ý nha, chỉ tồn tại một số hữu hạn điểm thôi nha. Hữu hạn có nghĩa là nó sẽ là cái điểm nó sẽ bị giới hạn, có thể một nghiệm, hai nghiệm, ba nghiệm hoặc trăm nghiệm gì đó, chứ không phải là vô hạn nghiệm mà được. Nó phải là một số hữu hạn điểm. Giờ thì hàm số này được xem là đồng biến. Do đó những cái trường hợp mà em đạo hàm xong nó ra được những cái phương trình như dạng là bậc 2, 4 như là hàng đẳng thức vân vân đó, thì em chú ý nó phải lớn bằng, nếu mà lớn bằng 0 á thì mình xem như kết luận nó là hàm số đồng biến luôn. Đồng biến này, trên tập xác định luôn nha. Tương tự gặp trường hợp là dấu f(x) nhỏ bằng 0 cũng vậy. Nếu mà xét trường hợp f(x) bằng 0 á, nó chỉ tồn tại một số hữu hạn nghiệm á, thì lúc này được xem là nghịch biến. Ví dụ như khi mà em đạo hàm một cái hàm số y phẩy đi, nó ra được là trừ x cộng 1 tất cả bình phương. Như vậy rõ ràng trường hợp này nó nhỏ bằng 0 luôn. Nhưng mà nó vẫn có một số hữu hạn nghiệm, chính là khi mà y phải bằng 0 á, thì x cộng 1 tất cả bình bằng 0, thì x là bằng trừ 1. Đó là một số hữu hạn. X bằng trừ 1 là một số hữu hạn điểm thôi. Như vậy được xem là nó cũng là được là xem là đồng biến, nghịch biến nếu trường hợp này có dấu trừ đằng trước. Đây là định lý mở rộng, các em chú ý nha. Ứng dụng giải rất là nhiều bài tập về nâng cao và vận dụng tìm tham số M để hàm số đồng biến, thì em phải dùng cái điều kiện này cho thầy nhé. Tại vì nó vẫn có khả năng nó tạo thành hàm đẳng thức. Các em dễ hình dung cái định lý mở rộng này, các em quan sát ví dụ 2 này. Lập bảng biến thiên và xác định các khoảng đơn điệu của hàm số. Đây là một cái hàm bậc 3. Trước tiên các em tìm tầm xác định của hàm số này là D bằng R. Nghĩa là với một x thuộc R thì hàm số này đều xác định. Đây là hàm đa thức mà. Bước 2 các em tính y phẩy 2x mũ 3 đạo hàm thì sẽ là bằng 2 nhân cho 3x bình, chính là 6x bình. 6 nhân cho 2x, 12x. 6x đạo hàm thì bằng 6 và trừ 9 đạo hàm bằng 0. Kết quả chúng ta đạo hàm được cái này. Đến đây á, nếu các em không thấy hàng đẳng thức á, thì mình sẽ bấm máy tính để mình kiểm tra nó có nghiệm hay không. Nó có một nghiệm thôi. Nếu mà nó có một nghiệm chắc chắn là các em có thể đưa nó về hàng đẳng thức bình phương một tổng hoặc là bình phương một hiệu. Như vậy chỗ này mình đặt 6 ra chung thì nó sẽ còn là x bình cộng cho 2x
cộng cho 1. X bình cộng 2X cộng 1 chính là hàng đẳng thức nha. X cộng 1 tất cả mũ 2. Rõ ràng x cộng 1 tất cả mũ 2 lớn bằng 0. Tình nhân với xấu cũng lớn bằng 0. Do đó là y phẩy lớn bằng 0 với mỗi x thuộc R. Nhưng mà sẽ tồn tại một số hữu hạn nghiệm với y phẩy bằng 0. Ta có một nghiệm duy nhất, đó là x bằng trừ 1. Như vậy các em sẽ có được bảng biến thiên, đó là gì? Đó là nghiệm này. Nghiệm của f phẩy x này chính là trừ 1 và 0. Do lớn bằng 0, còn trường hợp còn lại là nó sẽ lớn hơn 0 là dấu cộng. Do đó hàm số sẽ đồng biến đi lên này các em. Đi lên từ âm vô cực đến dương vô cực luôn. Đi lên từ trái qua phải. Như vậy là hàm số này đồng biến trên tập xác định luôn các em. Được chưa? Thông thường các bài tập á, đa số là chỉ có một số hữu hạn nghiệm, là có thể là chỉ có một nghiệm thôi các em. Thường là như vậy, có một nghiệm thôi. Còn những trường hợp còn lại mà 2-3 nghiệm á, thì thường thường nó xuất hiện trong những bài tập trắc nghiệm. Lấy ví dụ như một cái hàm f(x) á, các em đạo hàm nó có dạng là x cộng 1 tất cả bình, rồi x trừ 2 tất cả bình, rồi nhân cho cái gì đó, đúng không? Thì trong trường hợp này á, nó sẽ là lớn bằng 0, đúng không? Tại vì x bình cộng 1 là lớn bằng 0 rồi. Như vậy các em thấy rằng ở đây nó có x bằng trừ 1, x bằng 2 chính là một số nghiệm hữu hạn đối với trường hợp y phải bằng 0. Như vậy hàm số này nó cũng đồng biến trên tập xác định luôn. Đó. Các em sẽ thấy rằng cái hàm số này nó đã xác định trên cái khoảng này rồi. Với mọi x thuộc cái khoảng này thì cái hàm số này luôn xác định rồi. Bây giờ mình chỉ cần tính y phẩy. Ha. Y phẩy thì bằng f phẩy x, chính là bằng, ở đây là hàm sin và hàm đa thức nha. Bằng phép hiệu. Sin x đạo hàm thì bằng cos x. Trừ x đạo hàm thì bằng trừ 1. Rõ ràng cos x trừ 1 sẽ luôn luôn nhỏ bằng 0. Vì chúng ta thấy rằng cos x khi mình gặp những bài toán lượng giác nên mình nên điền nội kiểu này nha. Lớn bằng 1. Lớn bằng trừ 1 nhỏ bằng 1. Đến đây chúng ta sẽ thấy rằng ở trong cái hàm y phẩy nó có cos x trừ 1. Nhưng mà này mới cos x thôi. Bây giờ thầy trừ 1 chỗ này, trừ 1 chỗ này, trừ 1 chỗ này. Hiểu không? Trừ 1, trừ 1, trừ 1. Chỗ này sẽ thành cos x trừ 1. Lớn bằng trừ 2 nhỏ bằng 0. Đấy. Như vậy là thấy cos x trừ 1 nhỏ bằng 0 chưa? Như vậy là hàm số này nó sẽ là nghịch biến trên khoảng trừ bi đến bi. Nha. Như vậy là chúng ta sẽ có là y phẩy nhỏ bằng 0 với mọi x thuộc khoảng trừ bi đến bi. Và y phẩy bằng 0 tại x bằng. Thì y phẩy bằng 0 á, thì cos x trừ 1 sẽ bằng 0. Mà cos x trừ 1 bằng 0 thì em tìm nghiệm như sau. Cos x trừ 1 bằng 0 thì cos x sẽ bằng 1, đúng không? Thì bây giờ bấm shift code 1 thì nó ra bằng 0, x sẽ bằng 0. Như vậy ta x bằng 0. Tất nhiên là đối với cos x bằng 1 nó có rất là nhiều nghiệm, đó là x bằng 0 cộng k2pi. Nhưng mà do cái điều kiện là của x á, là chỉ nằm trong khoảng từ trừ bi đến bi thôi, nên mình chỉ lấy nghiệm bằng 0 thôi, không có lấy những nghiệm khác. Rồi chúng ta đã xong cái này. Y phải nhỏ hơn 0 với một x thuộc cái khoảng này, và y phải bằng 0 tại x bằng 0, nên hàm số này nghịch biến trên khoảng xác định ha. Nên hàm số nghịch biến. Yeah. Rồi. Giờ mình qua phần số 2 là cực trị của hàm số. Hàm số y bằng fx bằng trừ 1 phần 8 x mũ 3 cộng 3 phần 2 x cộng 2 có đồ thị như hình 1.3. Giải phương trình f phải x bằng 0. Như vậy để giải phương trình này thì mình phải đạo hàm ha? Tìm được cái hàm f phải x. Hoặc đồng 3 này mình có là y phải chính là bằng trừ 1 phần 8, các em giữ nguyên nha. X mũ 3 đạo hàm thì bằng 3 x bình phương, nên sẽ là trừ 3 phần 8 x bình phương. Chỗ này 3 phần 2 x đạo hàm thì sẽ bằng 3 phần 2.
2 là hàm bằng 0. Rồi. Bây giờ mình giải phương trình này, chúng ta có f(x) bằng 0 tương đương trừ 3/8 x bình phương cộng 3/2 bằng 0 tương đương. Chuyển cái cộng 3/2 qua đây, chúng ta sẽ rút ra luôn nha. Chưa? Cộng 3/2 mình chuyển qua thành trừ 3/2, rút x bình ra lấy trừ 3/2 chia cho trừ 3/8. Như vậy nhân nghịch đảo là nhân 8/3, mình khử đi, nó sẽ bằng 4. X bình bằng 4 thì x sẽ bằng cộng trừ 2 nha. Đấy. X bằng cộng trừ 2. Rồi, dựa vào đồ thị á, các em so sánh f trừ 2 với các giá trị fx khi x thuộc khoảng từ trừ 3 đến trừ 1. Chúng ta quan sát á, là f trừ 2 thì nó sẽ bằng 0 này. Đúng không? F trừ 2 nó bằng 0. Đây, nhìn vào đồ thị chúng ta thấy là f trừ 2 bằng 0 này. Không thì các em thay cái x bằng trừ 2 vào trong đây này, thì các em sẽ tính được f tại trừ 2 sẽ bằng 0. Nhìn vào đồ thị này thấy chưa? F trừ 2 bằng 0. Còn những cái giá trị fx mà thuộc x thuộc khoảng trừ 3 đến trừ 1 đây này, thì lúc này những giá trị của nó sẽ lớn hơn. Em thấy không? Nó nằm phía trên này. Mình khi mình chiếu vào đây nó sẽ giá trị nó sẽ lớn hơn 0. Như vậy là chúng ta thấy f trừ 2 nó nhỏ hơn fx. Khi x mà thuộc khoảng này thì f trừ 2 nó nhỏ hơn fx. Tiếp tục so sánh f tại 2 này, 2 này, x bằng 2 này. F tại 2 chỗ này. F tại 2 bằng 4. Chưa? F tại 2 nó bằng 4. Còn những cái giá trị fx khác khi x thuộc khoảng từ trừ 3/2 đến 5/2 này, thì f tại những cái giá trị đó nó sẽ nhỏ hơn 4. Đây đi xuống này các em, từ cái đỉnh này đi xuống này. Do đó là những f của x mà x thuộc khoảng từ 3/2 đến 5/2 á thì nó sẽ nhỏ hơn. Chưa? Như vậy chúng ta có f tại 2 á nó lại lớn hơn fx. Từ đây người ta đưa ra một cái định nghĩa như sau. Cho một cái hàm số fx được xem là liên tục trên một khoảng AB nào đó. Và một cái điểm x0 nó thuộc khoảng AB. Ví dụ như điểm x0 là điểm x bằng trừ 2 á, nằm trên khoảng AB, chính là khoảng trừ 3 đến 1, trừ 1. Nếu tồn tại một số h nào đó lớn hơn 0, chút nữa mình sẽ lấy ví dụ cụ thể, h là một số dương nào đó lớn hơn 0. Sao cho fx mà nhỏ hơn fx0? Fx mà nhỏ hơn fx0. Với mỗi x thuộc khoảng là x0 trừ h, x0 cộng h. Chưa? Mà x0 trừ h và x0 cộng h này nó phải nằm trong khoảng AB đó. Ví dụ như chúng ta thấy rằng á, lấy một số h dương. Được chưa? Fx mà nó nhỏ hơn fx0. Với x0 trừ h, ví dụ thầy chọn trường hợp này là cái khoảng là trừ 3/2 đến 5/2. Đúng không? Sau đó mình trừ đi một giá trị nào đó là h trừ một giá trị dương, bên đây trừ một giá trị dương. Thì dẫn đến nó sẽ nằm ở lân cận này này. Nó nằm lân cận xung quanh cái x0 này. Đúng không? Với điều kiện nằm trong khoảng này. X0 mà trừ đi h chính là nó sẽ nằm ở phía bên này này. Ví dụ như x0 trừ h thì nằm chỗ này. Còn x0 cộng h thì nằm bên này. Và những cái giá trị fx đó nó là nhỏ hơn fx0 chỗ này. Trên cái khoảng AB là chính là khoảng từ 3/2 đến 5/2. Thì người ta với điều kiện x phải khác x0 thì lúc này hàm số sẽ đạt cực đại tại x0. Có nghĩa là cái đỉnh của nó là cao nhất này tại x0 này. Cho đó hàm số sẽ đạt cực đại tại x0 chính là đây này. Nha. Hiểu chỗ đó chưa? Đó. Tương tự nếu tồn tại một cái số h lớn hơn 0. Fx lớn hơn fx0 trong trường hợp này. Ví dụ như x0 mà trừ h thì ra khúc này. x0 trừ h, còn x0 mà cộng h sẽ ra khúc này. H là một số dương nào đó.
làm sao cái h đó khi mình lấy x0 trừ h và x0 cộng h đó nó phải nằm trong cái khoảng xác định là khoảng trừ 3 đến trừ 1 ở khoảng AB đó. Thế nào vậy? Mình lấy điểm h làm sao cho x0 trừ điểm h đó và x0 cộng điểm h đó phải nằm trong cái khoảng này thôi. Đấy. Lúc này á, nếu mà fx0 mà nhỏ hơn những giá trị fx đó, đây, nhỏ hơn fx, chính là y đó, thì dẫn đến cái điểm x0 này chính là điểm cực tiểu, à, nên hàm số đạt cực tiểu tại x0. Được chưa? Cái định nghĩa này các em có thể không thuộc cũng được, tại vì mình đâu phải là thầy cô đâu mà thuộc. Do đó các em chỉ cần hiểu cái điểm cực tiểu là điểm nó như thế nào, còn điểm cực đại là điểm như thế nào là được rồi nha. Để sau này mình làm trắc nghiệm, mình làm bài tập thôi, chứ còn mà việc trình bày tự luận thì sau này cũng không có dùng những cái định nghĩa này. Những định nghĩa này giúp cho các em á, là hiểu được thế nào là cực tiểu, thế nào là cực đại thôi. Cả cái định nghĩa này nhiều sách khác nhau thì sẽ viết khác nhau, nhưng mà này, hàm ý nó giống nhau, nhưng mà cách viết của ta, người ta sẽ có đôi chút khác nhau. Do đó các em chỉ cần hiểu là được, chứ còn mà nếu mà thuộc thì không thể nào thuộc được đâu nha. Rồi, chúng ta chú ý là nếu hàm số y bằng fx đạt cực đại tại x0 đó, thì x0 người ta gọi là điểm cực đại, được chưa, của hàm số. Còn fx0 là giá, gọi là giá trị cực đại của hàm số. Người ta cứ hiểu là f cực đại hay là viết y cực đại, nhớ nha. Còn cái điểm người ta có thể viết điểm cực đại chính là điểm m x0 fx0, được gọi là điểm cực đại của hàm số. Ở đây cái từ x0 này em có thể dùng nó là hành độ của điểm cực đại. Còn này, điểm m này chính là cái điểm cực đại của cái đồ thị hàm số đó. Ha. Nha. Này là của hàm số, này của đồ thị hàm số. Đều là ghi là điểm cực đại hết. Nhiều lúc đó, đề yêu cầu mình cái điểm cực đại thì mình hiểu là điểm này nó có hành độ, trung độ của cái đồ thị hàm số đó. Còn x0 là điểm cực đại của hàm số. Tương tự y bằng fx đạt cực tiểu tại x0 thì x0 được gọi là điểm cực tiểu của hàm số. Còn cái điểm m x0 fx0 này gọi là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số. Nha, đồ thị hàm số. Cái thứ hai là gì? Các điểm cực đại và cực tiểu được gọi chung là điểm cực trị. Về sau này người ta kêu tìm cực trị của hàm số, hay là có bao nhiêu cực trị thì em phải tìm cực tiểu và cực đại và các em đếm. À, ví dụ như em đếm có một cực tiểu, một cực đại thì em sẽ kết luận nó là hai cực trị. Còn nếu mà bài toán chỉ có một cực trị thôi, có nghĩa là nó có thể là một cực tiểu hoặc là một cực đại, giống như parabol vậy. Nha. Nếu mà hàm số y bằng fx có đạo hàm trên khoảng AB rồi đó, thì và có điểm cực trị là x0, thì lúc này fx0 nó phải bằng 0. À, các em chú ý chỗ này nha. Fx0 bằng 0 thì x0 chính là điểm cực trị của hàm số. Có thể mình chưa biết nó là cực đại hay cực tiểu, đúng không? Nó là điểm cực trị của hàm số. Đây, các em quan sát cái hình ví dụ 3 này. Đây là các bảng biến thiên. X là có các khoảng giá trị đây. Ở đây là cái đường nét đất này là người ta hạ xuống để người ta tìm giá trị thôi, tại 1 và 3 thôi nha. Các em cứ đừng có quan tâm cái đường nét đất đi xuống đó nha. Đầu tiên các em thấy rằng á, cái hàm số này á, người ta xét trên khoảng từ trừ 1 đến 4. Yeah. Rồi, x0 bằng 2 là điểm cực tiểu hay cực đại của hàm số đã cho. À, tìm giá trị cực trị của tương ứng. Đầu tiên này các em nhìn này, x0 bằng 2 này, nó là cực tiểu là hiển nhiên rồi đúng không em? Nó là cực tiểu là hiển nhiên rồi. Bây giờ người ta sẽ cho h bằng 1. Người ta lấy một số h bằng 1 thì lấy 2 trừ cho 1 thì được 1. Chỗ này là cái 1. À, cái này chính là 2 là x0 trừ h ấy. Còn chỗ này chính là gì? 2 cộng h với h bằng 1. Đây. Cho h bằng 1. Như vậy lúc này cái khoảng là từ 2 trừ h đến 2 cộng h nó sẽ nằm trong khoảng xác định này. Khoảng trừ 4 rồi nè. Sau đó các em sẽ tính giá trị f tại 1 thì ra được âm 1, f tại 3 thì ra được âm 1. Như vậy chúng ta thấy rằng fx0 này nè, nó nhỏ hơn f của cái x, à, nhỏ hơn fx. Fx0 mà nhỏ hơn fx thì rõ ràng x0 chính là điểm cực tiểu của hàm số nha. Với một x thuộc khoảng 1, 3, à, mà trừ trường hợp đi x phải khác x0,
thì x0 chính là điểm cực tiểu, thì thỏa mãn fx lớn hơn fx0 hay là fx lớn hơn f tại 2 đó, thì dẫn đến đây là chính là điểm cực tiểu theo định nghĩa đó các em. Như vậy giá trị cực tiểu của nó chính là f tại 2 bằng âm 5. Nhìn vào bảng này mình thấy rằng f tại 2 sẽ bằng âm 5, chính là giá trị cực tiểu của hàm số. Còn x bằng 2 là điểm cực tiểu của hàm số. Nhớ nha. Các em hãy chỉ ra một điểm cực đại, một điểm cực tiểu của hàm số được cho hoạt động 3. Đây, một điểm cực tiểu của hàm số chính là -2. Và một điểm cực đại của hàm số chính là bằng 2. Được không? Chỗ này mình sẽ có x cực tiểu bằng 2. Nên là x cực đại bằng 2. Còn cái này là y cực tiểu sẽ bằng 0. Còn đây là y cực đại sẽ bằng 4. Đấy. Từ đây nó là điều gì? Có nghĩa là em nhìn vào bảng thiên, nhìn vào đồ thị mà các em có thể biết được cực tiểu cực đại luôn, chứ không cần phải nắm vào định nghĩa nữa. Định nghĩa là giúp chúng ta đọc và chúng ta hiểu được điểm cực tiểu là như thế nào, điểm cực đại là như thế nào. Do đó các em không cần thuộc cái định nghĩa làm gì nữa ha, vì khi chúng ta đã hiểu rồi. Bây giờ mình qua cái hoạt động 4. Cho hàm số y bằng fx ở hoạt động 3. Xác định dấu của cái đạo hàm y phẩy và các ô tương ứng. Nêu mối quan hệ sự tồn tại cực trị và dấu của đạo hàm. Thì em nhìn vào đây nè. Bây giờ ở đây đồ thị lên nè, chỗ này mình biết ngay nó là dấu gì, dấu dương rồi đúng không? Không còn nhìn vào cái hình nữa, hoạt động 3 nữa. Nhưng mà nghịch biến đi xuống. Biến đi xuống. Giá trị điền hết rồi. Như vậy các em thấy rằng á, cái mối quan hệ giữa sự tồn tại của cực trị và dấu của đạo hàm. Các em thấy không? Khi mà cái điểm cực trị á, cái điểm cực tiểu này, x bằng 2 trừ 2 này. Khi mà f phải x nó đổi dấu từ, nó chuyển từ âm sang dương. Nó chuyển từ âm sang dương là đi xuống là đi lên, thì lúc này cái x này chính là x cực tiểu. Còn nếu dấu của đạo hàm mà chuyển từ dương sang âm khi đi qua x0 này nha. Dấu của đạo hàm mà chuyển từ dương sang âm là đi lên, sẽ đi xuống thành cái lồi lên này. Thì lúc này chính là x gì này, chính là x cực đại. Nha. Vậy là khi mà f phải x đổi dấu từ âm sang dương. Đổi dấu từ âm sang dương thì lúc này cái điểm này chính là điểm cực tiểu. Còn khi mà f phải x mà đổi dấu từ dương sang âm khi qua x0 thì dẫn đến x0 này chính là điểm cực đại. Được chưa? Của hàm số. Từ đó người ta viết ra cái định lý như sau. Đấy. Đây. Giả sử f y bằng fx liên tục trên khoảng k rồi này. Với cái k là cái khoảng là x0 trừ h và x0 cộng h đó. Nha. Và có đạo hàm trên khoảng k đó. Và những cái x nằm trong khoảng này phải khác x0 với h phải lớn một số dương rồi đó. Thì em để ý nè. F phải x0 lớn hơn 0 trên khoảng là x0 trừ h đến x0, nghĩa là bên trái của x0 á, nó là đang dương. Nó chuyển sang bên phải của x0 là đang âm. Như vậy dương mà sang âm là có nghĩa là gì? Nó đang lên, sẽ đi xuống. Như vậy cái điểm này chính là điểm cực đại. Do đó x0 chính là một cái điểm cực đại của hàm số fx. Ngược lại f phải x0 đang âm. Đang âm ở bên khoảng bên trái x0 mà chuyển thành dương bên phải x0 thì lúc này nó là điểm cực tiểu. Đây, đang âm, f phải đang âm. Qua x0 nó đang đi dương lên. Như vậy cái điểm này chính là cái điểm cực tiểu của hàm số. Để dễ dàng hình dung thì em nhìn đây nè. Ha. Từ x0 trừ h đến x0 chính là bên trái x0 này. Nó dương mà chuyển qua x0 nó chuyển thành âm. Thì lúc này chúng ta sẽ có được cái x0 này chính là điểm cực đại của hàm số. Đây là giá trị cực đại của hàm số. Tương tự f phải x mà đổi dấu từ âm sang dương khi qua x0. Âm sang dương thì dẫn đến này là điểm cực tiểu của hàm số. Được chưa nào? Chúng ta xét ví dụ 4. Cho hàm số y bằng fx liên tục cho r có 7 biến thiên như sau. Ngay chỗ này các em thấy rằng có hai gạch chỗ này, có nghĩa là cái hàm số fx này nó không xác định tại x bằng 0. Có nghĩa nó không xác định tại x bằng 0 nên người ta gạch hai gạch. Còn f phải tại 1 thì nó bằng 0. Sau đó người ta xét dấu ra. Có 7 biến thiên như thế này. Thì xác định cái cực trị của hàm số thì các em thấy rằng cái hàm số này nó đi lên này. Sau đó đi xuống này.
Như vậy là nó chuyển từ âm này, f phải x lớn hơn 0, với mỗi từ thuộc khoảng âm đến 0. Và f phải x nó âm từ 0 đến 1 này, do đó nó bị đổi dấu khi đi qua số x bằng 0. Dạ, như vậy hàm số đạt cực đại tại x bằng 2 và f cực đại chính là bằng 2. À, xin lỗi, hàm số đạt cực đại tại x bằng 0 và f cực đại chính là bằng 2. Đây. Tương tự ở đây cũng vậy, các em thấy rằng từ 0 đến 1 á, thì f phải x nó âm. Từ 1 đến cộng một cực thì f phải x nó dương. Như vậy nó đổi dấu từ âm sang dương khi qua x bằng 1. Như vậy x bằng 1 chính là điểm cực tiểu, thì f cực tiểu chính là trừ 3. Đây. Được chưa? Chúng ta xét cái luyện tập 4 này. Cho hàm số y bằng fx liên tục trên trên cái đoạn trừ 3 đến 3. Và có đồ thị như hình 1.4, hãy xác định các điểm cực đại, cái điểm cực trị, giá trị cực trị của hàm số. Ha. Ở đây chúng ta thấy rằng trừ 3 đến 3. Hãy xác định điểm cực trị. Đầu tiên các em thấy rằng cái điểm này chính là điểm cực tiểu này, cực đại này. Đúng không? Chúng ta có x cực đại này. Cực tiểu này. Cực đại này. Chưa? Trên khoảng này. Tại vì khi mà em nhìn á, em nhìn đây này. Giống như bảy miếng thiên vậy. Đi lên, nó đi xuống, lên, xuống. Như vậy là các em thấy rằng cái f phẩy nó đổi dấu nha. Nó đổi dấu. Đi lên là dương này. F phẩy đổi dấu dương sang âm này. Đi xuống là âm này. Nghịch biến xuống. Như vậy chỗ này là chính là x gì các em? X cực đại bằng trừ 1. Thì F cực đại của nó bằng 1. Chúng ta chiếu vào đây chúng ta tìm này. Tương tự chỗ này. Bên đây là âm này. Pha đi dương này. X gì rồi nó bằng 1 này. Như vậy là X cực tiểu này bằng 1. Y cực tiểu bằng trừ 3. Tương tự chỗ này chúng ta X bằng 2 này. Đây là dương này. Qua đi âm này. Nó đổi dấu khi đi qua x0 là bằng 2 này. Vậy này x này chính x này x cực đại bằng 2. Y cực đại bằng 3. Nghĩa là có hai cực đại và một cực tiểu nha. Hai cực đại bằng và một cực tiểu từ cái hàm số này, từ cái đồ thị của hàm số này. Trên khoảng từ trừ 3 đến 3. Như vậy các em sẽ có một cái quy tắc tổng quát để chúng ta tìm cực trị của hàm số. Chúng ta thực hiện các bước như sau. Phải ghi nhớ nha. Bước 1, tìm tập xác định của hàm số. Nếu hàm số chưa cho khoảng thì em phải tìm tập xác định này, D mà R trong trường hợp này. Thứ hai, tính F phẩy. Sau khi tính F phẩy xong, các em phải đi tìm nghiệm của nó. Có nghĩa là các em phải đi tìm các điểm mà F phẩy x bằng 0. Hoặc là nó không có đạo hàm, hoặc là đạo hàm nó không tồn tại. Nha, đạo hàm không tồn tại. Có nghĩa là tìm các điểm mà đạo hàm không tồn tại. Ví dụ như chúng ta có là khi mà em đạo hàm F phẩy x ra đó, nó ra một cái hàm số thế này. 1 trừ x trên cho x đi. Thì đầu tiên các em thấy rằng á, một từ thầy ví dụ cái này cho nó cụ thể đi, f phải x này nó bằng 7 trên cho x trừ 1 tất cả bình. Rõ ràng đối với trường hợp cái hàm f phải x này nó không có bằng 0 được, thì em chỉ cần tìm điểm x nào đó mà cái hàm f phải x này không tồn tại, có nghĩa là x bằng 1, do đó điều kiện x phải khác 1. Điều kiện x khác 1 có nghĩa là x bằng 1 chính là nó sẽ không tồn tại. Do đó các em phải chú ý cái này khi mình đặt bảng biến thiên. Nha. Vậy là với x bằng 1 thì hàm số này sẽ không tồn tại. Sau đó mình sẽ biểu diễn lên, mình sẽ gạch bằng dấu hai gạch đó. Nên phải hiểu cái ý này nha. Còn đối với trường hợp mà nó ra đa thức mà mình giải ra có nghiệm thì coi như mình phải tìm những cái điểm đó. Những cái điểm đó người ta gọi là những cái điểm tới hạn. Là những cái cực trị đó. Nó có thể là những cái cực trị đó các em. Cực trị hàm số. Sau đó mình lập bảng biến thiên. Thì mình sẽ thấy được cái chiều biến thiên. Từ đó mình sẽ biết được cái đâu là cực đại, đâu là cực tiểu. Từ bảng biến thiên các em suy ra ha. Đây, cái bước làm ví dụ này. Đây là hàm đa thức nên tập xác định bằng D bằng R rồi. Nó đâu có mẫu thức đâu. Và y phẩy mình đạo hàm ra. Chỗ này 1/3 viết lại. X mũ 3 đạo hàm thì bằng 3X bình phương. 3 mình nhân 1/3 được 1. Có X bình phương. Chỗ này X mũ 2 đạo hàm thì bằng 2X. Nên là trừ 2X. Trừ 3X đạo hàm thì bằng trừ 3. Nên bằng 0 rồi bỏ. Bước tiếp theo các em tính y phải bằng 0 thì em bấm máy tính ra nó có hai nghiệm. Đây là phương trình bậc 2 có hai nghiệm trừ 1 và 3. Chính là hai điểm cực trị đó. Chúng ta xét dấu và lập bảng biến thiên luôn.
trừ 1 và 3. Trong trái, tại vì A nó bằng 1. Trong hỏng hai nghiệm là trái dấu với A là trừ ngoài cộng. Chiều biến thiên đi lên, đi xuống, đi lên. Các em lập giá trị Y. Các em thay x bằng trừ 1 vào hàm số này, em tìm được Y bằng 2. Các em thay x bằng 3, x bằng 3 vào hàm số này, em tìm được trừ 26 bằng 3. Chúng ta vẽ chiều biến thiên lên, xuống, lên. A mũ cực, U mũ cực. Luyện tập 5, tìm cực trị của hàm số Y bằng Fx bằng 3x cộng 1 trên x trừ 2. Đầu tiên là tập xác định là D bằng R. Nhưng mà mình trừ đi cái trừ đi 2. Tại vì x trừ 2 khác 0 á. X khác 2. Các em tính đạo hàm Y phẩy. Y phẩy thì là U chia V đạo hàm nha. Có nghĩa là bằng 3x cộng 1 đạo hàm nhân x trừ 2. Trừ cho 3x cộng 1 nhân x trừ 2 đạo hàm. Chia cho x trừ 2 tất cả bình phương. Đúng không? Y phẩy đạo hàm thì bằng là U phẩy nhân V trừ U nhân V phẩy chia V bình phương. 3x đạo hàm 3 là 3. 3 nhân cho x trừ 2 là 3x trừ 6 luôn nha. Chỗ này là x trừ 2 đạo hàm thì bằng x bằng 1 luôn nha các em. 1 nhân cái này bằng chính nó. Như vậy mình đổi dấu luôn là trừ 3x trừ 1. Bằng trừ 7 chia cho x trừ 2. Rõ ràng đối với trường hợp y phẩy này các em thấy rằng á, thằng này luôn nhỏ hơn 0, nhỏ hơn bằng 0, nhỏ hơn 0 luôn nha. Với mọi x khác 2. Nó nhỏ hơn 0 trên tập xác định này luôn. Như các em đã biết với x khác 2 á, thì x trừ 2 tất cả bình phải lớn hơn 0. Mà âm cho nên âm 7 mà chia lớn hơn 0 như vậy nó sẽ âm luôn. Như vậy hàm số này nó sẽ là nghịch biến trên tầm xác định, có nghĩa là nó không đổi dấu khi khi đi qua các điểm. Như vậy là hàm số này không có cực trị nha các em. Như là y phải nhỏ hơn 0 nên hàm số nghịch biến trên tập xác định. Vậy là hàm số không có cực trị. Nó đâu có đổi dấu đâu. Nó phải đổi dấu khi đi qua những cái y phẩy phải đổi dấu khi đi qua các nghiệm á. Mình này vô nghiệm rồi. Không có nghiệm có nghĩa là không có trị rồi. Trở lại bài toán khởi động, ở đầu bài hãy lập bảng biến thiên của hàm số này trên khoảng từ 0 đến dương vô cực. Khi đó cho biết được nồng độ thuốc trong máu là Cx tăng trong khoảng nào và đạt giá trị cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm. Rồi, cái tập xác định này là D bằng R rồi, nhưng mà người ta yêu cầu là mình chỉ lập bảng biến thiên trên khoảng này thôi. Như vậy hàm số này xác định trên khoảng này được nha các em. Thì tính đạo hàm y phẩy bằng 30x đạo hàm nhân x bình cộng 2. Công thức là u phẩy nhân v trừ u v phẩy. U nhân cho v phẩy chia v bình phương. Bằng chỗ này 30x đạo hàm bằng 30 nha các em. 30 nhân vào đây là 30. 30x bình cộng 60. Chỗ này x bình đạo hàm là bằng 2x. Số 2 đạo hàm bằng 0 bỏ đi. 2x nhân cái này luôn. Thành là trừ 60x bình. Âm 30. X bình phương cộng 60 chia cho x bình cộng 2. Vì tử nó có thể bằng 0. Như vậy chúng ta sẽ xét y phải bằng 0. Các em xét y phải bằng 0. Do mẫu nó đã lớn hơn 0 rồi. Như vậy y phải bằng 0 thì tương đương với cái tử bằng 0. Tương đương x bình bằng chuyển qua đây thành trừ 60 chia cho 3, âm 30 thì còn lại bằng 2. X bằng cộng trừ căn 2. Rồi đến đây các em lập bảng biến thiên được rồi.
chúng ta có bảng biến thiên. X, y phẩy và y. Trắc nghiệm là trừ căn 2. Căn 2. Nhưng mà chú ý là nó chỉ xác định mình chỉ tìm bảng biến thiên trên khoảng từ 0. 0 ở đây nha, đến cộng 1. Thầy sẽ sổ xuống ở đây nha. Bây giờ các em xét dấu y phải bình thường trong trái. Trong trái các em chú ý cái hàm nè. Trong trái nè, a bằng âm 30, trong trái là trong cộng ngoài trừ. Được chưa? Như vậy các em sẽ thấy được cái chiều biến thiên của nó luôn. Ha, đi lên đồng biến này. Và đi xuống. Đấy. Như vậy là hàm số này tăng trong khoảng nào? Tăng trong khoảng từ 0 đến căn 2 nha. Như vậy chúng ta sẽ có là như này, và như vậy là nồng độ của máu nó tăng trong khoảng từ giây thứ 0 đến giây thứ 1,4. Nhớ là căn 2 bằng 1,4 đó, khoảng 1,4. Như vậy là nồng độ của máu, nồng độ tăng trong khoảng là 0 đến căn 2. Nghĩa là đồng biến đó các em. Đa kết điện cực đại là bao nhiêu trong khoảng thời gian 6 phút sau khi tiêm? Từ giây thứ 0 đến phút thứ 6 ở đây nè. Thì nó cực đại ở đây là các em nha. Như vậy là nó đạt kết điện cực đại tại phút thứ căn 2, nghĩa là 1. Nghĩa là 1, nha. Nó đạt cực đại là bao nhiêu? Đạt giá trị cực đại nha. Như vậy chúng ta sẽ có là Cx max chính là bằng chỗ này mình thay vào nha, căn 2 thay vào đây. Căn 2 thay vào cái hàm số nha các em. Căn 2 vào đây là 30 căn 2. 30 căn 2 chia cho 2 cộng 2 là 4. Như vậy là 30 căn 2 chia 4 bằng 7,5 căn 2. 30 chia 4 7,5 căn 2. Như vậy C max chính bằng 7,5 căn 2 tại x bằng căn 2. Chúng ta nhìn vào cái bảng biến thiên này, chúng ta thấy rằng cái đỉnh chỗ này này chính là 7,5 căn 2. Nồng độ cực đại ngay tại thời điểm là căn 2 phút x bằng căn 2 phút. Rồi, chúng ta đã học xong cái bài này. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại các em ở phòng bài tập. Thân mến, chào các em.